Vâng, xin chào mừng các bác đã đến với đơn vị chuyên điện thoại đẳng cấp Kỳ Lân Luxury chính hãng. Kỳ Lân Luxury, đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị Vertu, Mobiado, Nokia 6007, Nokia 8008, SIM số VIP, cũng như đồng hồ, túi sách thời trang thương hiệu lớn nổi tiếng trên toàn cầu. Sau đây, em xin giới thiệu các bác một mẫu điện thoại Vertu mới. Đây là chiếc điện thoại Vertu Accenti, bọc da đen chỉ trắng. Nguyên bản nguyên zin chính hãng, đến từ đơn vị Luxury. Em xin giới thiệu qua cho các bác phần vỏ máy. Vỏ máy là sự kết hợp của thép không gỉ, chất lượng cao và vật liệu titanium, hiệu suất cao, tôn vinh cho sự trường tồn và đẳng cấp theo từng năm tháng. Sau đây em sẽ quay cận cảnh phần viền máy cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Đây là phần viền máy có kiểu thiết kế giống với những chiếc bánh xe của những hãng xe nổi tiếng như Ferrari, đầy sự mạnh mẽ và cuốn hút. Màn hình được làm từ đá sapphire, giúp cho màn hình bóng loáng, chống chảy xước và trở nên nổi bật hơn. Những chiếc máy Vertu Accenti này rất phù hợp với những bác làm kinh doanh, vì nó toát lên sự đẳng cấp cho người sở hữu được nó. Sau đây em xin phép được khui máy và hướng dẫn các bác cách tháo nắp pin. Khi tháo nắp nâng, các bác vui lòng vặn chốt theo ngược chiều kim đồng hồ giúp em. Chúng ta sẽ lấy pin ra, lắp sim. Bây giờ em sẽ khởi động lại cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Các bác hãy nhanh chóng nhấc máy và gọi đến số điện thoại 0901 247 247 đang hiển thị trên màn hình để đặt ngay cho mình một chiếc mà các bác mong muốn đi nào. Mọi chi tiết về các mẫu điện thoại, các bác vui lòng liên hệ đến số điện thoại trên màn hình hoặc truy cập vào website kylanluxury.com. Kylan Luxury xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những series về các sản phẩm tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.